สวัสดีบ่าวๆทั้งគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីវិធីនៃការប្រើប្រាស់នៃកៅអី A5 ឃើញយើងណាចាជាដំបូងយើងគ្រាន់តែចុចបើកប៊ូតុងនេះមកវានឹងចាប់ដើមបើកដំណើរការកៅអីយើងណាចានៅពេលដែលយើងបើកអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងអូតូ ហើយសម្រាប់មកជួខាងនេះគឺនិតនិងម៉ូតនិតនិងម៉ូតហ្នឹងគឺវាម៉ាស្សាដែលការញីសកតយើងណាសម្រាប់នេះគឺម៉ាស្សាម៉ូតម៉ាស្សាម៉ូតហ្នឹងជាមួយនិតនិងម៉ូតហ្នឹងម៉ាស្សាម៉ូតហ្នឹងគឺលក្ខណៈបែបថាវាម៉ាស្សារៀងស្រាលដែរអញ្ចឹងណាថាវាពូហ្នឹងថាវាពូម៉ូតហ្នឹងមានន័យថាការម៉ាស្សាដោយកម្លាំងវាពេញហ្មងណាហើយហ្នឹងកម្រិតវារៀងខ្លាំងលើសើម៉ូតហ្នឹងក៏ជាកម្រិតធម្មតាដែរគឺកម្រិតមធ្យមដូចគ
Bà xin những chơi dân cho slip một nâng tới. Mình này thá cả ấy dân vì nâng đa tập phong cho lệ. Một tớ cứ vì ạch đa tè một tớ cả lãnh khăn ông dân cứ vì ạch đa lệ. Dân vì nghe sửa không cả dân kênh được ăn sửa. Dân ạch chăm bạch ở đạm massage của bạn đây chẳng á. Bà tốt máu nít cứ chì mình nổi. Mình nổi nâng cứ mình này thá bởi dân cho tớ cứ dân ai sửa bàn á. Xem rạp anh ấy cứ dân ai sửa vì bàn. Chà dân ai sửa vì bàn. Hai nít cứ chìa một nghe tầm những xôn á. Một khi tầm nhìn Zero Gravity nó mình thay dân ai đã ở cái viếp ngà ta cao ở bàn. Speed nó cứ chia là bươn. Sở nhà bố nó cứ cao bật thay là bươn. Sở nhà đỏ nó cứ cao bật thay là bươn. Số lên bụt thọc ní nó cứ ở motor viết cả lãnh tập kia. Dân ai sẽ ba cỏ bán bật cỏ bàn. Số speed nó mình này thay ở là bươn. Là bươn này ca massage cả lãnh tập kia nâng á. Hitting ní cứ chưa cầm đạo. Ní cứ chưa bụt tông hitting á. Cứ cao ba cầm đạo á. Nít time cứ chỉ ca cầm nọt mau cái lại nè. High rise mỗi lần drop nít. Drop nít cứ chỉ ca nga cả ấy ta khỏi đai chẳng á. Và sân chỉ dân trong ban cả ấy viếp nga tới cùng đợt ná. Cứ dân chạy ở nâng ở chỗ tới cứ viếp nga. Và sân chỉ dân trong tài lẹ cả ấy viên hiển tiêm tích. Nhưng ai chạy ở hàng lớn nè. Dân chạy ở viếp chỗ tới cứ ở cả ấy viên hình chạy ở đam nga. Và nhập về viếp nga ban thầm ná cứ dân phải lệnh với thầm nâng. Tam để dân trong ban chẳng á. Chẳng này bụt tông khăn này cứ chưa bụt tông này phần này bông trò. Khăn này cứ chưa bông trò tặng ọ. Ở đây em phải sửa automatic nếu mình này thá. Bông trò ca massage bông trò tu tư mỏng á. Vì automatic mỏng á. Hãy nếu sửa đỡ am cho mùi airbag. Cứm bông trò cả lãnh xe mai nằm đây. À cushion head airbag nếu mình này thá bông trò cả lãnh cả 3 dương á. Lệch airbag này cứ bông trò cả lãnh chân dương. Airpressor nó cứ chỉ bông cho tặng ơn nó bên mà tôi khuôn được ngọn đã nâng tất cứ bị smooth á. Chà, nghĩ tới vị thi phá cứ bị mình phiệt nghi sử dụng ca phá phá hắn. Chà, xong ốc con xong rập ca tam đan video này.